Gì vậy trời? Trời ơi, cái quân què gì? Cái gì à? Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Kudo Family nha. Thì em là Lê Tấn đây nha cả nhà. Thì hôm nay em mới ngồi lướt TikTok thôi mà cả nhà. Em thấy được cái màn cho con vợ rất là hay nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ thực hiện dưới quyến là sát luôn nha cả nhà. Và cái màn cho như thế nào mà cả nhà cùng đón xem nha. Vậy em sẽ đi kiếm yến là sát, em sẽ hốt nó nha. Không ngày nó cho nên mắt ăn mắt ngủ với nó cũng nhiều lắm rồi. Hôm nay em sẽ trả đũa lại nha cả nhà. Mà em cho cái này là yến chắc dự kiến nó còn phái nè, chắc nó không bất ngờ mấy đâu. Thì ok, vậy em sẽ đi kiếm yến là sát, em sẽ cho nó nha cả nhà. Em ơi, gì vậy trời? Trời ơi, cái quân què gì? Cái gì à? Ghê lắm. Làm gì trời? Làm gì đâu? Làm gì đâu? Khùng hả? Chứ anh khùng với lắm mày làm. Chỉ ghê trời. Đi ra mặc quần đi. Quần chi? Mặc quần vô đi trời, khùng rồi. Ồ, phải em chết luôn mày đã. Đi vô nhà tắm mặc quần. Em gì nữa vậy trời? Ê, coi làm gì vậy? Nghĩ cảnh thấy ghê quá anh ơi, con cà. Thấy ghê thì sao? Làm gì mà trời ơi, giết mà. Con nhộng vậy trời. Con nhộng là sao? Khủng gì vậy? Muốn gì tối đi, chứ gì kỳ quá anh ơi. Muốn gì tối luôn thấy ghê trời, vậy sao? Giết thấy ghê quá à. Trai gì đâu kỳ cục quá à. Ủa, mắc cỡ cái kìa. Ôi ơi, làm gì vậy? Quay gì vậy trời? Quay gì đâu? Không quay gì đâu, cầm máy gì vậy? Quay bắt đèn lát chơi vậy đó. Khùng rồi. Tự nhiên cái chằn tròn vậy á, khùng. Tự nhiên chửi anh khùng. Phái không chết rồi đã. Phái mới chịu à. Ghê. Trời ơi, thiệt á. Nãy giờ tính mặc quần rồi chưa nữa trời. Nè, em bạn gì mà anh đi. Sảng quá, anh lên mặt đi. Mày nhỏng ghê quá à. Ghê vậy, khủng gì vậy? Làm như đẹp lắm vậy trời, đưa ra kìa. Nguyên con luôn. Sao không đẹp trời, mê chết mệt luôn, em nói gì vậy? Thấy ghê quá anh ơi. Chuối của anh nè, không ăn làm gì ăn gì vậy? Trời ơi, ghê quá. Làm gì á? Kìa, ăn chuối luôn kìa. Cái gì sao trời? Thèm của anh lắm, bây giờ không ăn mà ăn chuối. Em nói anh thấy ghê quá, đi chỗ khác nha, miếng hoài nè. Ấu ngốc chứ chết. Sao, hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Hấp dẫn, đợi chút xíu đi. Làm gì á? Hấp dẫn không? anh giỡn hấp dẫn chưa? Hấp dẫn nè, chị muốn nói hấp dẫn chưa? Rồi đến giờ bằng đồ thôi, vậy nó kéo đi bằng đồ vô muốn coi chừng sao. Thì coi sao nó đi mặc đồ mặc trời. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tôi kêu đi mặc đồ nha, làm cùng làm điên gì hoài vậy trời? Cái đầu em làm gì mắc cười dữ vậy em? Trời ơi, vậy sao nè em? Em thấy ghê quá biến đi, thấy ớn ốc quá à. Ớn cái gì trời, anh đang thử thách á, một buổi tối anh không mặc đồ, coi phản ứng của em sẽ như thế nào.
Phản ứng của tôi thấy hay gớm rồi đó. Tắt đi. Thôi, phải quay lâu chút xíu nữa nó mới vui. Quay lâu mà. Lâu không? Lâu không? Thôi. Lâu không? Lâu nữa không? Không, anh ấy đi bằng đầu vậy, anh không giỡn nữa, hứa luôn không giỡn nữa. Lâu nữa không? Lâu nữa không? Coi cái mặt phái phái cười giãn chảy nước miếng kìa, trời. Phái phái em chết luôn vậy ạ. Em ơi, chơi đâu rồi, dẹp cái gì vậy? Gớm, lâu thèm đó. Nè. Đừng... Ý này trời, ghê quá trời rồi, làm hoài. Ăn chuối nó kìa, ăn chuối không? Chuối nè. Em kêu anh biến nha, ghê gớm. Em ơi. Trời ơi, cái gì hoài thiệt luôn á anh. Gì hoài là sao, anh thích để vậy nó mát mà. Nhưng buổi tối anh khùng cái gì á. Tại anh đang thử thách luôn, buổi tối anh không bận gì đứng trước mặt em coi phản ứng em sao mà. Thì biết phản ứng rồi mà quay hoài vậy trời. Phải không? Không, thấy gớm. Rồi thấy gớm, đẹp mà. Đẹp không? Đẹp cái chị mà muốn áo ấy anh gì nữa. Ui sao. Anh vô mặc đồ nha. Vậy không bận đó gọi sao? Nè tao quỳ tao lại mày, tao nhận mày mày. Rồi gọi tao lại mày, mày bớt khùng giùm tao đi ha. Mặt đi ra đường kìa, đứng ngoài đường kìa mới sang anh á. Cứ gì đâu mà hả, nhìn thấy ghê. Ghê sao? Em. Cứ gì giống khùng muốn chết vậy em, trời. Em, dạ nè. Làm gì vậy? Quỷ đồ yêu gì đâu không ạ. Cũng khùng gì đâu mà. Nghĩ sao nghĩ khùng khùng. Nghĩ sao hả, chằn nó trộn mặt cái gì trên ngự trơn á, đi cà nhỏng nãy giờ. Chúng không biết giống cái thứ gì nữa. Ừ, không hiểm dòm anh luôn trời. Ghê đi gớm. Yến là sao? Học đồ chưa? Chưa. Học đồ quay anh lại à. Tớp lên Facebook đó anh tin không? Ừ, em đăng lên cho cái cơm Facebook em sập luôn. Nè, tôi like cho em TikTok luôn à. Ừ, em like TikTok em cũng bị sập luôn à. Ai cho em like? Giờ tôi không lấy rồi, tôi quay lại. Quay đi nè. Yến là sát. Chơi gì quay thiệt trời. Ủa? Làm dạ? Tự nhiên giờ này chồng mình nó không mặc quần mặc áo gì hết trơn đó. Thôi để vô anh đặt đồ liền. Tắt đi. Chết mọi người. Nó chặn cái chuồng mọi người. Tắt đi, anh vô anh đặt đồ liền. Nó che lại rồi đó. Nãy giờ nó đi lông nhông trước mặt mình hoài nè, coi nè. Tắt đó đi đó. Em. Nó khùng mà. Tắt đi. Nó điên. Coi nè. Tắt đó. Đi, trời ơi, sao mà quay hoài vậy trời. Thấy nó khùng thấy sợ không? Chưa ai gì đó trơn á. Tắt đèn đi vô anh bận đồ cái coi. Buổi tối không có gì làm cái gì á. Tự nhiên chẳng cái chuồng đi lông nhông trong nhà hoài nãy giờ nè. Tắt đi trời trời. Nó khùng vậy đó. Đó, thấy chưa. Nhìn gì quá. Tắt đi. Đó, tôi đưa cái này lên mạng một cái ha, cho anh khỏi nhìn ai luôn à. Đi ai, cho tôi vô tôi bận đồ cái. Dụng đi. Chúng tôi pin lại vậy mới lấy đó. Cái mà điên hoài nữa. Rồi quấy gì nữa vậy cha, đi vô mặc quần sống mà. Chá xàm quá trời à, đi vô đi trời. Muốn nữa không? Muốn. Điên dữ rồi trời. Thiệt luôn á. Hỏi tôi điện thoại lên ba quay chẳng coi. Tù lao. Quay cho nhã rồi không coi hết luôn. Tù lao. Tôi nói nhảm dễ cùng tất cả nào. Có. Đây mọi người ơi, thấy vậy em cầm cái máy quay mọi người. Con Yến là sát ra nó còn nó thấy ghê thấy gớm nha. Thì bây giờ nó đang ngồi chơi ngoài trước á. Em sẽ lén rồi em đặt cái máy quay và thử phản ứng khi mà không có cái máy quay á. Thử cái phản ứng của con Yến là sát nó còn thấy ghê thấy gớm nha mọi người. Con Yến là sát nó sợ lắm mọi người ơi. Để em hãy cầm cái máy quay ha. Em sẽ giấu một cái góc nào đó. Em sẽ đặt góc quay em. Mọi người xem phản ứng của Yến là sát khi không có máy quay nó sẽ khác nữa nha mọi người. Mọi người đón xem nha. Em ơi. Mệt quá vậy trời, hoài luôn á. Em không cầm máy quay hết rồi, khủng gì vậy? Tắt rồi. Tắt rồi, rồi đã sớm cho mặc đồ đi. Làm gì hoài vậy trời. Anh thích để vậy nè, lông nhông gì nè.
Không có tối nè, anh khùng rồi. Khùng trời. Nghe mấy khùng á. Ta dễ thương chết khùng. Vậy làm sao? Hả? Vậy làm sao? Yến là sao? Phát được cười mỉm mỉm rồi kìa, thấy chưa? Thấy nó khác. Rồi, bên hồi nãy anh đăng lên, anh quay clip để anh đăng lên YouTube luôn hả? Không có đâu, anh quay để lại chơi á, đăng YouTube thì em khùng hay vậy? Rồi đó, anh có quay anh không vậy? Không. Nghĩ sao khùng vậy trời? Anh quay anh mà anh đăng lên cái đi cho hả? Người ta cười, anh húi cái đầu anh luôn. Anh đi cười. Clip anh tràn lan trên mạng luôn. Ừ. Biết mà nhiều khi biết bao cô em thích luôn. Thôi mày im mãi à mồm đi. Khùng. Nhiên khùng. Em. Mà cái clip đó anh đăng bên cái gì? Bên YouTube hay là? À, không có, đó. Anh quay anh để anh chơi đó cho anh không có đăng. Vì quay chơi làm chi vậy? Chọc tức em chơi vậy đó. Ừ, mới tức, mắc cười quá à. Mà không, không tức làm gì, không dám dầm thẳng làm gì vậy? Em khùng quá, mặc cái quần vô giận cái đi trời. Biết sao không á. Sao gì em khùng quá, có em mới khùng quá. Em bữa nay anh muốn cái gì? Anh muốn cái gì mà làm gì anh nó chặn nó chuồng từ chiều giờ chứ trời. Đã nói là anh muốn làm thử thách một buổi tối không quần đồ đứng trước mặt em à. Hồi ngủ anh để dậy ngủ luôn mà cho mát mà. Thì tắt cái máy rồi, hứa gì nữa? Thì tắt máy mà nhân thích chọc em vậy đó. Gì vậy? Vui mà. Muốn cái gì? Vui mà. Muốn gì? Gớm chết mà vui gì không biết. Sao? Mới cho suy nghĩ lại đó. Muốn cái gì thì đi vô phòng đi trời. Vô tay, vô tay. Vô phòng chơi. Đứng đây làm gì chứ, xòm chết. Vô phòng chứ. Muốn cái gì thì đi vô phòng đi. Rồi anh đi vô phòng ạ. Rồi anh đi vô phòng ạ. Đi nè. Nhìn hả, nhìn là tôi biết muốn cái gì rồi đặt xạo. Mọi người ơi, mọi người ơi. Uyến la sát nó vô phòng thiệt luôn mọi người ơi. Rồi đi đâu nữa vậy? Anh đi đâu đâu? Đi đâu nữa vậy? Nữa cái gì nữa vậy trời, quay hoài vậy? Em ba con anh thức luôn rồi hả? Nó thức nãy giờ rồi á. Rồi làm gì nãy nó tắt rồi giờ anh quay nữa. Đây nè nha mọi người, đây nè nha mọi người. Đây là cứ Nguyễn là sát khi không thấy có máy quay này nha mọi người. Trời ơi, thấy ghê chưa? Trời ơi, làm có máy quay cái anh vô phòng đi liền ha. Ghê gớm, Yến là sát lắm nha mọi người. Vậy chứ anh muốn à, nào thì sớm vậy, tự nhiên anh chặn cái chuồng hoài kìa. Tù lâu, tù lâu. Anh muốn vậy anh mới chặn cái chuồng, anh xạo quá à. Anh tù lâu, em mới tù lâu. Cái gớm của anh ơi, mặc đồ đi. Thì ok mọi người ơi, chọc anh nhiều đây cũng đủ rồi mọi người ơi. Thì nếu mọi người thấy cái clip này của em á, và cho anh táo bạo thì mọi người cho em xin một like nha. Giờ thì xin chào tạm biệt mọi người, bye bye. Cái gớm, làm như đẹp á. Không đẹp bây giờ hoài. Hoài mới chịu.